Ủa xây bánh luôn nè, ghê hả? Xin chào tất cả anh em đến kênh Ngự Bình Vlog. Thì hôm nay có một chiếc xe quay cho anh em cùng xem nha. Xe này thì chủ xe mới đi công chuyện rồi anh em. Để mời đây cho mình quay nha. Với em này nè. Đó. Thì chiếc này là chiếc sườn Asama độ ghi băng nha anh em. Asama ghi băng. Đồ chơi mình thấy trong xe cũng thuộc khá khá nha. Đây mình sẽ đi lên mình sẽ đi lên mình quay xuống cái dàn đầu cho anh em cùng xem trước nha. Đây mình để xe mà nắng luôn anh em. Cho nó cho nó đen da cho tốt da xíu nha, cho mát. Nói chứ giờ cũng chiều 4 mấy 5 giờ không có nắng không nha anh em. Ủa lông tình đỏ nè. Dàn trước của em này mình thấy độ một cái ghi băng nè. Đây, có một cái ghi băng nè. Đó. Ghi băng và hai tay thắng ba lỗ, tay thắng là tay thắng Sonsu nè, đúng không? Sonsu ba lỗ. Đó, hai bên hai tay thắng Sonsu ba lỗ. Tay ai, tay Ajin nha anh em. Có cái đèn L6 nữa kìa. Ở đây thì mình thấy có một cái đèn đèn L6 anh em, L6. Đây, sao biết L6? Nhìn vô đây có 6 bóng nè. 6 bóng là L6 không? Ừ. À, 4 đúng rồi. Là 4. Đúng rồi, hay thấy khá, em khá là hay á. Đó, L6 nha. Ở đây có một dạy miếng luôn đình đỏ nè. Anh đây thì mình thấy ở đây có ốc Salaya nha anh em. Đây. 6 con không? Bên đây 3 con đúng không? Đúng. Bên đây 3 con, bên đây 3 con là 6 con. Có lông đền đỏ nè anh em. Lông đền đỏ 15.000 miếng. Quẩy, phải không? Mình thấy cỡ này hot mấy cái vụ lông đền màu nè anh em. Cả nè. Gì vậy? Cả vô bánh xe. Ghê hả? Đó, cả bánh xe luôn ha. Thấy khá chắc chơi đúng không? Đây có một cây trợ lực mới gắn nè anh em. Trợ lực ô liền đó. Ô liền luôn nha. Ở này có hai con ốc Titan G5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 con trên cây trợ lực này nha. Tuy nhiên ở đây thì tóc sơn. Thảo chóc xưa, nãy dính gì á. Ừ chóc. Đây, quay phần trợ lực cho anh em cùng xem. Nghe bị gì mà đen đi riêng nữa. Ê, bắt đầu em đừng mặc phá nha, em lên em kéo lại như thế này. Cho anh em xem phần trợ lực thế này. Đây, đây. Ờ, lấy lại thế này. Khá là im. Khá là im phải không? Im không? Im. Đó. Khá là im nha anh em. Trẻ buông tay xương xương. Ghê hả ông nội? Gắn trợ lực buông tay xương xương luôn hả? Mà nghe mình thấy có mùi găng hầm mặt các bạn anh em ơi. Có mùi. Chiếc của em này mình thấy được đi 7 bình anh em, 7 bình. Ở này có số 93 luôn nè, cầu thủ 93. Đây cái tem cái này cái hiệu Odin anh em. Đó, đây cái hiệu nằm đây nha. Đây. Để em quay lên trên đây coi, trên này có thấy một cái cu sô nè. Bật con giấy đứng lên ra nha. Lên ra tự nhiên chạy hẳn lắm cỏ. chia lại cho anh em thấy 89 của anh nè, còn hoạt động bình thường hết nha. Ở đây có một cái đồ để máng trà sữa với chở máy đi chợ đồ cũng được. Cái này nghe bán đồ này cũng ngon, có lý á. Gì gì 6 chấm luôn hả? 6 chấm. Ồ, dây này thì vậy à, cái này sơn xuyên xương nhẹ nhẹ thôi không sao đâu. Thì cái em được đi dây bình lại là dây 6 chấm anh em, dây có tăng tải nha. Tăng tải nó sẽ tăng độ đề mạnh và sẽ tăng hậu. Trên lý thuyết là gì đó, còn thực tế nó không biết nó sao, nó có khác biệt không nha. Trực tiếp luôn hả? Dây bình này em được làm dây 6 chấm hết đúng không? Đúng rồi. Nè, dây 6 chấm hết luôn. Cái này chắc mới làm á, hồi ăn kia đâu thấy không? Mới làm. Ở đây có núm cho này tăng chỉnh đây nè. Nè anh em, có núm tăng chỉnh đây nè. Anh em nghe gắt gắt nè. Có cái con ốc gì nghe nè. Tây. Đó. Tay lớn. Ở đây thấy có hai cái đồ chống đổ mà sơn lại hay gì á, sơn lại quá. Sơn lại hay đánh ra ta. Sơn lại, sơn bạc lại. Và wow, một cái góc quay này anh em. Đó. Góc quay với một cái cặp phột Olin, hàng bình thường nha anh em, hàng loại tầm chừng chiều mấy nha. Đó. Và một số ốc Titan G5 trên phuộc làm tạo điểm nhắn cho phuộc đồ. Nhận dặn hết được luôn rồi nha. Đây nè. Vậy lỗi UBS thì bụi chứ hả? Mới làm á, ngàn rưỡi chứ. Ghê, dây này mới làm tại anh em. Nè, dây pha có phụ giải luôn nha. Hay khá, hay khá chất lượng luôn á. Bình bung nắp luôn. Từ, ở đây có một cái cục để chêm cái phuộc nè anh em. Đâu, em nói gì đâu, bình gì đâu, bình muốn bung nắp gì đâu. Bung nắp á. Sao bung nắp được? À, anh cắt dây rút ra đúng không? Anh gính này lên là cục nè. À, chốt keo. Tại em nói dán này nè, cái cục này chạy sụp sạch á.
để mình chốc keo á. Chốc cái tiền. Ai còn đây là cái gì vậy Tâm? Này gì vậy? Là cái yên. Yên. Yên phải không? À đúng rồi, cái đó cái yên á. Chữ này chữ gì vậy? Không biết chữ này mình cũng không biết anh em. Ở đây mình thấy có một cái bo 2000W, 24 sò, bài đề siêu cấp nha. Bài đề mát luôn nha. Bắt ngang luôn. Bắt ngang luôn ha. Ghê. Ở đây có cái bắt. Để hồi mình đề thử cho anh em xem nha. Để hồi mình vô em Vũ này đề cho anh em xem. Đây có cái bắt. Còn bánh này á là bánh Eastman 1000W. Bao nhiêu cộng nè? 12 cộng à? 11 12 cộng à? 11 cộng hả? Đây là bánh 11 cộng. Em mới được sơn đen lại nha. Nhám. Trời em nói gì đâu, có gì đâu bên đây đâu. Đây. Bắt thắng được chế lại. Đồ ghê ta. Ai chế ạ? À? Dương chế. Đồ. Đây bắt thắng được chế lại nha anh em. Này anh ta chế xuống đây nè. Đồ, cái dồi nè. Ốc dồi nè. Giữ. Nhìn tiên con ốc màu đỏ nè. Sao ốc màu đỏ? À cái này lúc xưa cái sườn nó dính nè. Phục liền mày luôn. Á đồ. Nhìn con ốc nè. Rồi hồi sao bị tâm nút quá. Điện lốt nghe mạnh, vút nó hụt không chỗ nào. Cái này hay lỏng, hồi xíu lại. Coi trên xe còn gì nữa không anh em? Ủa sao nghe đi không sơn ta? Sớm sơn? Không sơn nghe nè. À cái khe bệnh mà, cái đồ bệnh á. Chiếc này mình thấy được tháo bằng đạp luôn anh em, không xài bằng đạp nữa nha. Chỉ chạy 7 bệnh thôi. Chừng nào hết điện thì dẫn bộ thôi, dân chơi không sợ đi bộ nha. Vỏ mới thay không à. Còn ở đây cái chui sạc anh em, chui sạc nè. Sạc sạc 7 đúng không ta? Ủa không, hình như có hai chui đúng không? Cái này bỏ rồi. Cái này sáu nè. Cái này để gắn đi chân thôi. Đi chân thôi à? Đâu cái nào gắn chân đâu? Cái này. Xe của người ta sao em biết gắn đi chân? Sao là biết. Bữa hả mà câu trực tiếp đi nhàn Vũ mà. Ok ta, vậy là biết này chân thôi ha. Cái này khá là nhúng á. Đâu em test hộ cho anh em mà xem thôi. Nghe em nói thấy nhúng dữ lắm mà. Từ từ nha, để nhìn xe rồi. Đây ngồi luôn làm gì em? Anh nói anh nhúng không nổi sao á? Em nhẹ quá mình nhúng nổi, vỗ lên nhúng vỗ. Rồi được rồi được rồi được rồi. Ủa em mang nhiêu ký mà nhỉ? Em có 30 ký à. 30 ký này xe giống nghe nè em thấy vậy đó, chứ chạy ghê lắm á. Hơi dữ á. Để mình quay bánh không cho chiếc này cho anh em cùng xem thử như thế nào. Đúng, nha. Bánh lên. Đây sẽ nhìn bánh đây lên trời. Từ từ. Wow. Im ru luôn. Nghe tiếng im á. Nghe tiếng im mà đầy mạnh ghê chứ. Đó giữ để mình công tác cấu hình cho anh em mình xem nha. Cấu hình là bo 2000W, bài đề 24 sò, có hai tẩu 100V đi được 7 bình nha anh em. Còn bo này chưa hai tẩu đi chưa được nha, làm ra nhảy luôn rồi. Còn bánh này là bánh 1000W 11 cộng, bánh Eastman, còn bình thì được đi 7 bình đó. Rồi bây giờ tới phần rồi, để mình kêu em này test thử cho anh em xem nha. Em này đi, em này bự hơn nè. Rồi cái y tế em chuyện ông nội. Cái này bảo em nó gọi sao chạy luôn mà. Hay dữ á. Để mình cho mày test đề cho anh em xem thử nha. Rồi ok. Ồ để xé bánh luôn anh em. Dữ. Bíp bíp bíp. Anh em thấy nãy nó quay khá là chậm. Ê nãy thấy quay chậm quá ha. Chậm hết Tâm. Cái này tua nhiêu chạy được nhiêu. Ờ. Hồi nãy thấy mình thấy bánh quay chậm ghìm. Anh em mãi chạy đề nhanh thấy ghê luôn á. Cái này cũng khá là có. Vô đây nè, vô đây nè. Để chống được ta, để chống lọt cái xe đạp được không? Để chống lọt cái xe đạp được không? Phan từ từ, để anh quay dưới phần bánh nè. Rồi. Để thế này. Ôi xé bánh luôn nè, ghê hả? Xé bánh nè anh em. Dữ. Về bữa làm chiếc chạy á. Em đi sương sương 5 bình. 5 bình hả? Bữa em đi. Ghê. Chớp lớn luôn, muốn lạnh. Dữ quá dữ anh em. Tô thấy quay trọng rồi, chạy chạy nhanh vậy ha. Bấm đường rồi đó. Rồi. Còn chiếc này của em Vũ này nè, em nói nè, mà chiếc này bữa hổm mình quay cho anh em cùng xem coi đó. Chiếc bữa hổm quay chung với em này nè. Cái này khá là đẹp nha. Cái gì nữa hả? Đây. Cái này xịn mà nên nó đâu gắn vô đâu. Bữa hổm có cái mẫu ẹt này tháo ra luôn. Tháo ra luôn hả? Dữ. Có hai, có hai phục không? Ờ, phục hồi này phục hổm mà. Phục hổm anh em. Tô trực tiếp luôn nè. Đâu? Con trực tiếp này nè. Ờ, này hổm. Bo khá là đẹp. Bo hổm này lúc anh quay là có lên dây sáu giống chưa ta? Chưa.
Bên này lên vậy 6 chấm luôn hả? Bên này em lên vậy 6 chấm lại nè. Đồ hỏi là 6 bình hay 7 bình ta? 7 bình. 7 bình, này cũng 7 bình luôn. Này thấy chưa có độ gì là hết nha, có độ gì không? Chưa nữa. Còn gì? Có độ khúc nữa. À có độ bài bài đề. Bà không có bài đề mà. Chưa làm bài đề. Bà không làm bài, bữa nay làm bài đề rồi. Dạ khá là mà. Đâu đâu, đâu để bài cho anh em coi thử cái này làm bài đề coi. Bà không lúc mình quay clip trước là chưa làm bài đề nha anh em, mới bao zin nha. Còn bữa nay làm bài đề rồi nè, quên nữa. Cái này có làm bài đề rồi luôn à, mới làm hồi hôm qua hôm kia vậy á. Để kêu em đề hỏi cho anh em xem nha. Thôi tắm xuống đi, tắm đứng đề cho nên vũ đề thôi. Cho nên vũ đề được rồi. Đó. Làm bài đề quá chạy khá ghê anh em. Dữ. Giờ chạy gà. Ghê hả? Đó này làm bài đề thấy chạy khá là căng nha. Xin vũ đứa lớp đâu nổi không? Nổi không? Nổi rồi hả? Hình như nó không ra khói nổi Vũ ơi. Vỏ tới rồi. Nó tới rồi, cái tên nó không ra khói nổi. Bài đề bám kìa. Làm bài đề xong mất hậu rồi. Lúc đó mất hậu có 60 giờ. Không, coi giờ nó tải không nổi á. Mình xin được kết thúc clip tại đây nha anh em. Cảm ơn anh em đã dành thời gian xem hết clip của mình nha. Anh em mới hay nhớ like và chia sẻ video, mình đăng ký kênh để ủng hộ mình. Tạm biệt tất cả anh em. Buổi chiều ra đây hồi nãy còn nắng, giờ mát rồi anh em. Hẹn anh em những clip sau nha.